Ngã lão ma thần chương 179, do các bạn yêu cầu làm tên tiếng Hán nhiều nên mình quyết định chuyển tên sang tiếng Hán nhé mọi người, nếu anh em không hiểu tên ai thì bình luận xuống mình sẽ giải đáp thắc mắc ạ. À. Chúc các bạn xem video vui vẻ, hãy like, share và subscribe để kênh mình sớm đạt cột mốc 1000 subscribe nhé. Tại đệ tam khách đường phân đà Bắc Hồ Nam của Thiên Ma Thần giáo. Thần đã tìm toàn bộ số dược liệu mà Cam bà bà Lịch Kê rồi ạ. À. Tông chủ Ma kiếm tông, Yến Vũ Hoa đứng bẩm báo với Thiên Lệ Vân. Vất vả cho trưởng lão rồi, Thiên Lệ Vân nói lời dẫn chuyện trước khi đến Long Hồ Trại Thiên Lệ Vân đã mô tả triệu chứng bệnh của Thiên Hữu tôn cho thần y nghe tất nhiên là hắn không tiết lộ thân phận tiền giáo chủ của ông ấy Nano đã scan toàn bộ cơ thể của Thiên Hữu Tông và tìm ra những điểm bất thường dù là nhỏ nhất thần y sau khi nghe xong đã chuẩn đoán tâm hồn mạch của Thiên Hữu Tông có thể đã bị tổn thương trước đây Thiên Lệ Vân đã từng lưu thông tin về toàn bộ các dược liệu có trong Thiên Ma Thần Giáo để tìm ra nguyên liệu làm ra thuốc viện dựa vào thông tin còn lưu trữ ở đó thiên lệ vân đã ra lệnh cho yến vũ hoa tìm những dược liệu thiên ma thần giáo còn thiếu trong số dược liệu mà cam lộ thủy đưa cho không ngờ trong lúc thần vắng mặt lại có những chuyện như vậy xảy ra yến vũ hoa nói thiên lệ vân khẽ cười dù sao thì mọi chuyện cũng đã kết thúc ổn thỏa cả rồi trưởng lão không cần phải lo lắng dẫu vậy thì vẫn phải chúc mừng giáo chủ yến vũ hoa quỳ gối hành lễ cung kính mừng rỡ giờ giáo chủ đã được sướng tên trong ngũ đại cao thủ rồi đa tạ yến trưởng lão thiên lệ vân khuôn mặt dạng người Hắn nghĩ, những dược liệu cần thiết đã được tìm thấy, giờ chỉ còn trông cậy vào thần y mà thôi, nghĩ lại thì ta xuất giáo cũng đã lâu rồi, phải mau quay về thôi. "Giáo chủ, phân đà chủ xin được ý kiến ạ." À. Một giọng nói từ bên ngoài truyền vào, ngắt mạch suy nghĩ của Thiên Lệ Vân. "Vào đi." Hắn nói. Từ phía ngoài, hai bóng người đàn ông bước vào. Thiên Lệ Vân hơi ngạc nhiên vì người thần bí phía sau. Người thần bí chắp tay, quỳ xuống, hắn nói: "Bái kiến Giáo chủ Đại Thiên Ma Thần Giáo, ngươi là ai?" Thiên Lệ Vân khuôn mặt trở lại vẻ lạnh lùng vốn có. Hoan trưởng lão, tông chủ Ám tông đã hạ lệnh khẩn cho thần tới đây ạ." À. Người thần bí ngước lên nhìn Thiên Lệ Vân rồi nói. "Hoan trưởng lão, Thiên Lệ Vân đặt câu hỏi. Hắn nghĩ, trưởng lão không cử người của Phi Hoán Quỷ tông đi mà cử người của Ám tông tới sao, xem ra chuyện này rất quan trọng rồi. Người ta nói rằng họ đang tới Thập Vạn Đại Sơn ạ." À. Người thần bí dùng truyền âm. Thiên Lệ Vân hơi ngạc nhiên, "Bọn họ sao?" Chuyển cảnh, tới phía cổng chính của một tòa thành, có mấy bóng người vừa khiêng kiệu tới từ trong kiệu bước ra là cam thần y đang bế cháu trong tay khuôn mặt đau đớn khổ sở ấy cẩn thận cẩn thận đám người đứng sau nói mọi người cẩn thận đừng để quan tài bị hỏng hóc chỗ nào đấy nhé nhẹ nhàng thôi cả đám bảo ban nhau cẩn thận khiêng quan tài của cháu gái cam bà bà lời dẫn chuyện sau ngày hôm đó thiên lệ vân lập tức chuẩn bị để quay về bổn giáo vốn dĩ hắn định tổ chức xong xuôi tăng lễ cho cam mỹ dương rồi mới quay về nhưng một vài vị khách không mời mà đến xuất hiện nên hắn phải về sớm hơn dự kiến Thiên Lệ Vân phải hứa với thần y rằng hắn sẽ tổ chức một tang lễ thật trang trọng tại bổn giáo thần y mới bình tĩnh đi theo bọn họ. Đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta có thể xuất phát ngay ạ, à. một tên thuộc hạ nói với Văn Khuê. Ta biết rồi, Văn Khuê đáp. Giáo chủ đâu rồi, nàng hỏi. Giáo chủ cùng Yến trưởng lão và Dương trưởng lão đến gặp Vương Đại Hiệp rồi. Nghe vậy, Văn Khuê tỏ vẻ buồn rầu và lo lắng, nàng nghĩ. Vương Đại Hiệp đã từng đề cập đến chuyện hôn sự vì vụ việc của Vương Tiểu Thư, chắc là họ đến để bàn chuyện đó nhỉ. Văn Khuê, cô không sao chứ, À, ừm, không sao, cảm ơn cô vì đã lo cho ta nhé, Văn Khuê lắp bắp nói. Ta không cần phải lo gì cả, cứ tin tưởng vào giáo chủ như mọi khi thôi. Văn Khuê nắm chặt bàn tay, cô chấn an bản thân. Tin tưởng vào người duy nhất mà ta yêu là được, nàng nhìn vào trong thành, khuôn mặt lại toát lên sự tin tưởng tuyệt đối. Phía bên trong thành, ôi trời ơi, sao họ lại, Yến trưởng lão và Dương trưởng lão ngạc nhiên thốt lên vô song kiếm vương chiến cùng nhi tử và nữ nhi lại xin được gia nhập ma giáo ư trước mặt họ là ba người họ vương lúc này đang quỳ gối trước thiên lệ vân xin được gia nhập ma giáo vương đại hiệp thiên lệ vân nói trên gò má toát lên một hạt mồ hôi mong giáo chủ không từ chối thỉnh cầu này xin hãy cho phép bọn ta được nhập giáo để có thể đền đáp công ơn giáo chủ đã cứu như quân quý giá của ta vương đại hiệp giờ đây khuôn mặt chỉ lộ một vẻ quyết tâm bọn ta đang định đến để bàn chuyện hôn sự với vương tiểu thư kia mà không ngờ cả nhà họ lại tự nguyện xin nhập giáo thế này vậy là quá tốt rồi Dương trưởng lão nghĩ. Chỉ có Thiên Lệ Vân lúc này trong lòng toan tính, hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, không thể tin được, vừa mới tỉ võ xong, Vương đại hiệp liền đề cập đến chuyện hôn sự, sao chỉ sau một canh giờ mà ngài ấy đã thay đổi thái độ thế này? Không lẽ nào là do cô ấy sao? Thiên Lệ Vân nhìn vào Vương nữ nhi, nàng thì ngại ngùng đỏ mặt, nàng lung túng quay mặt đi tránh ánh mắt của Thiên Lệ Vân. E hèm, Thiên giáo chủ, chuyện hôn sự cứ để sau cũng được, dù sao thì vội vàng quá cũng không tốt cứ để hai người dành thời gian tìm hiểu nhau sẽ tốt hơn, Vương đại hiệp dùng truyền âm nói tới tai Thiên Lệ Vân. Thiên Lệ Vân chố mắt nghĩ, vậy ra đây là ý kiến của Vương tiểu thư thật rồi, nhưng mà nhập giáo ư, thật khác với những gì ta suy nghĩ. Vương tiểu thư thật khác với những nữ nhân khác, giống như Văn Khuê vậy. Nhìn Vương tiểu thư ngại ngùng đỏ mặt, nhưng thấu hiểu sự chu đáo của nàng, Thiên Lệ Vân gật đầu nhận định. Được rồi, Thiên Lệ Vân nói. Vô Song Kiếm Vương chiến vang danh thiên hạ đã muốn gia nhập Ma giáo, thì sao ta có thể từ chối được, hoan nghênh các vị đến với bổn giáo. Thiên Lệ Vân chắp tay cung kính. Đa Tạ Thiên Giáo chủ, à không, Đa Tạ Giáo chủ vì đã thu nhận tiểu thần, Vương Đại Hiệp cúi người nói. Xin chúc mừng Giáo chủ vì đã chiêu mộ được Vô Song Kiếm Vương Đại Hiệp ạ. À. Hai vị trưởng lão chắp tay chúc mừng. Sự kiện này đúng là chấn động, đủ để khiến bàn cờ giữa Võ Lâm Minh Chính phái và Liên Minh Tà phái vốn đang cân bằng nay lại trao đảo. Yến trưởng lão mỉm cười toan tính. Chuyển cảnh, vài ngày sau, trên đường quay trở về Thiên Ma Thần giáo. Dự đoán hai ngày nữa, bọn họ sẽ tới Bổn giáo ạ, à. người thân bí thông tin thêm. Hai ngày sau, Thiên Lệ Vân nói: Chúng ta phải đi bao lâu nữa mới đến được bổn giáo vậy? Thiên Lệ Vân quay sang hỏi với Dương trưởng lão: Nếu di chuyển bằng xe ngựa thì nhanh lắm cũng phải ba ngày ạ. À, vị trưởng lão đáp lời: Vậy thì hết cách rồi, ta đành phải quay trở về bổn giáo trước thôi. Thiên Lệ Vân nói: Giáo chủ, bổn giáo xảy ra chuyện gì sao? Đám thuộc hạ thắc mắc. Bổn giáo có khách không mời mà đến ghé thăm. Thiên Lệ Vân khuôn mặt nghiêm trọng, lạnh lùng nói: Giáo chủ, thần cùng Dương trưởng lão đi cùng người ạ. À, Yến trưởng lão hô nói. Không, hai người ở lại hộ tống mọi người quay trở về an toàn đi, một mình ta về là được rồi, thiên lệ vân quay mặt, khinh công bay đi luôn. Giáo, giáo chủ, cả đám sững sờ nói theo. Rốt cuộc đó là ai mà giáo chủ lại gấp gáp như thế ạ? À? Ta cũng không rõ, Yến trưởng lão nói. Giáo chủ vốn đang thông tin ra bên ngoài là bản thân đang bế quan tu luyện, nếu là người mà giáo chủ phải đích thân ra mặt tiếp đón thì, lẽ nào là, Yến trưởng lão nghĩ. Chuyển cảnh, hai ngày sau, tại nơi gần thập vạn Đại Sơn. Thiên lệ vân lúc này vẫn đang miệt mài khinh công bay về thần giáo. Chỉ còn hai mươi lý nữa là tới bổn giáo rồi, cũng nhờ hai ngày qua ta chạy mà không nghỉ ngơi cả đấy. Thiên lệ vân nghĩ, hửm, bỗng hắn phát hiện ra điều gì đó. Hắn dừng lại, đáp lên một cành cây nhỏ trên cao. Bên kia là, hắn nghĩ, lúc này trước mắt hắn là vô số binh sĩ đang hành quân. Những hoa văn đó là, của hoàng gia mà. Vậy là bọn họ đến từ hoàng cung thật rồi, lạ nhỉ, ta nghe nói quan võ vốn khác với võ giả kia mà. Nhưng sao trong bọn họ như đã luyện võ công thế nhỉ? Trong đầu Thiên Lệ Vân liên tục đặt ra câu hỏi. Đặc biệt là người đi đầu, chắc hẳn hắn đang ở cảnh giới hóa cảnh, người kế bên thì tầm siêu tuyệt đỉnh, cảnh giới khác hẳn với đoàn người đang sơ nhập tuyệt đỉnh ở đằng sau. Nano, khuếch đại tầm nhìn, Thiên Lệ Vân ra lệnh, tiến hành khuếch đại tầm nhìn, Nano nói. Nhìn những hình ảnh phân tích hiện lên, Thiên Lệ Vân thốt lên. Tên này võ công đúng là xuất chúng, nhưng phong mạo thì đúng là một đại tướng quân chinh chiến trên chiến trường rồi còn tên bên cạnh thì rất kỳ lạ hắn giống công tử của cao quan đại tước hơn là một quan võ thông thường ngược lại người mà bọn họ đang hộ vệ lại hoàn toàn không biết về võ công rốt cuộc người đó là ai nhỉ thiên lệ vân nhìn hình ảnh mờ mờ của một người ngồi trong kiệu tự đặt câu hỏi chuyển cảnh tại cổng thành dẫn vào thiên ma thần giáo trên thành duy nhất có bóng dáng một nhân vật ăn mặc kỳ dị đó là đệ nhất trưởng lão của thiên ma thần giáo phi hoán quỷ tông hoán y lúc này vị trưởng giáo tính tình cổ quái bd biến thái này cũng đã không thể giữ nổi bình tĩnh hắn bối rối cắn móng tay bỗng một cơn lốc xuất hiện từ sau lưng hắn giáo chủ vẫn chưa về sao đại hộ pháp của thiên ma thần giáo ma la kiếm xuất hiện nói ừ nguy thật đoàn diễu hành của hoàng cung sắp đến rồi lớn chuyện thật đại trưởng lão nói nhưng đột nhiên đại hộ pháp phát hiện ra điều gì đó có ai đó đang đến tốc độ của người đó nhanh đến mức ta không thể cảm nhận bằng khí cảm ư vậy đó chỉ có thể là cao thủ đột phá đến cảnh giới cao hơn ta mà thôi đại hộ pháp nghĩ rốt cuộc là ai vậy chứ đại hộ pháp lúc này toàn thân sửng sốt trong lòng đầy lo lắng